Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và tuần này thì chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện của ai và câu chuyện đó như thế nào. Quý vị khán giả khi yêu mến Ai Cũng Có Chuyện cũng sẽ nhìn thấy được những lát cắt, những chất liệu, những tình huống mà chúng tôi tin rằng đôi khi nó sẽ chạm vào những cái sự rung cảm mà quý vị khán giả cảm thấy là mình có được sự đồng cảm. Thế thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật chính của câu chuyện để xem câu chuyện mà chúng ta được nghe tối nay là câu chuyện như thế nào. Chào em. Dạ chào chị, em tên là Mỹ Duyên ạ. Công việc hiện tại của em là em cũng kinh doanh tự do và phụ với ba mẹ chăm bé. Vậy thì câu chuyện tối nay sẽ là câu chuyện ở vai trò nào đây? Cái câu chuyện của gia đình em theo một cương vị là người vợ. Vậy thì trước khi mà mình làm vợ thì cuộc sống son trẻ của mình như thế nào nè? Từ nhỏ tới lớn thì nói chung là nó cũng tới cái tầm mức lúc em học lớp 5 á, thì mọi chuyện nó đều rất là suôn sẻ. Giàu không giàu nhưng mà so với người khác vẫn là khá giả hơn rất nhiều. Thì thời điểm đó thì ba em làm quá thì đâm ra ông bệnh, phải nhập viện, rồi mổ này kia nọ, rồi cái chân yếu không đi được. Với ba đã chỉ có mình em thôi, là ba bệnh thì mẹ phải chăm, thì coi như là em là giống như là bỏ vào một góc, thiếu sự gắn bó với gia đình. Dạ đúng rồi, thì có bao nhiêu tiền là đổ cho ba hết rồi. Thì mình cũng cảm nhận được là gia đình đang khó khăn. Thời điểm đó là cấp 3, là em vừa học, em vừa lén nhà đi làm, ba mẹ không biết. Đó là một quán cà phê, em là thích cái pha chế trong đó, đi theo học. Rồi mấy cô ở trong đó cũng thương. Thời điểm đó là một ngày cô trả cho em như được 50 ngàn. Cái đầu thích, cái đầu mê làm, bỏ việc học qua một bên. Thế thì mình có đi được hết cái chặng đường trung học phổ thông của mình không? Cũng có cố gắng học được tới lớp 12. Rồi có cái đợt mà thi tốt nghiệp á, là em không đậu. Về thấy ba mẹ cũng buồn, em mới nói thôi thì học lại. Rồi các em mới đi học bổ túc thêm, thì em lại thi lại đậu, đăng ký học bên trung cấp. Thời điểm đó là ra là đi làm có tiền rồi, tự lấy tiền tự đóng học luôn. Vậy thì trong những cái năm tháng thanh xuân đó, với quá nhiều những cái sự hỗn loạn như vậy, thế thì cái tình yêu nó đến với em theo kiểu nào để mình có cái trải nghiệm người vợ, làm vợ giống như mình đã chia sẻ? 18, 19, 20 tuổi nói chuyện thời điểm đó là vô làm chủ nhà hàng, quản lý, rồi nói chung là tất cả mọi người đều tin tưởng ở mình, là giao toàn bộ cái nhà hàng cho em coi luôn, mang tiếng là thu ngân, cái thực chất là em coi hết cái nhà hàng đó luôn. Xong cái giai đoạn đó là ảnh đi ăn uống á. Rồi cái đầu anh mới làm quen, bữa trưa thì cũng tự mua đồ ăn gửi tới, rồi về hỏi khi nào về, anh tới anh rước, nói là hôm nay không có về mới đó, thì anh cũng vô quán ngồi đó anh chờ. Chờ ra xong em làm hết công việc của em rồi cũng 2-3 giờ sáng rồi. Thì đầu lại ngồi nói chuyện thì mình cảm thấy là giống như là có một người quan tâm. Suy cho cùng là mình cũng mới lớn đó. Đúng rồi. Mặc dù là mình đã phải bươn chải nè, mình đã phải có nhiều lo toan, mà mình lại bị một cái khoảng thời gian dài trong cái câu chuyện đó là quá nhiều những cái băn khoăn, không có ai quan tâm, không có hưởng thụ được cái chuyện đó là có một cái người chăm sóc là như thế nào. Đúng rồi. Vậy thì bao nhiêu lâu sau thì em nhận lời người ta và làm vợ người ta? Tầm khoảng 6 tháng à. Thì nghĩ lúc vậy. Đó mình biết cái gì về thông tin của cái người con trai này? Kiểu như là gia đình á, thì ba là có mở shop bán quần áo ở ngoài quận 10 á, thì ảnh là phụ ba, rồi ba là cũng là đi bỏ sỉ đồ á, không được sự quan tâm từ cha mẹ nhiều, tại vì mẹ thì ly hôn, mẹ có chồng khác, ba thì có vợ khác, thì nói chung là cũng là một cái hoàn cảnh nghĩ là cũng giống mình, cần một cái sự gì đó quan tâm. Là 6 tháng sau là kết hôn đó. Dạ đúng rồi. Ba mẹ thì có mình em mà, nên ba mẹ nói thôi về ở với ba mẹ, thì tiếp tục công việc vẫn như vậy. Đến khi mà em có bầu bé lớn thì em lại thấy ổng là có một những cái biểu hiện rất là lạ. Tình cảm vợ chồng là bình thường. Bình thường. Vẫn rất là tin tưởng cái người đàn ông. Dạ đúng rồi. Em vẫn đi làm ở trong đó. Rồi cái ảnh mới nói là bây giờ hàng hóa của ba về nhiều, thì thôi hai vợ chồng đi làm, đi bỏ đồ thôi là đủ rồi. Em không có cần, tại vì em làm trong đó thì bắt buộc em phải làm tới gần sáng em mới về. Đúng rồi. Rồi cái em thấy vậy thôi, em cũng bàn giao công việc lại cho anh chủ, cũng ở nhà rồi đi theo ổng buôn bán đồ. Rồi có những lần cái mình đi khám thai này kia nọ, cái công việc của ổng thì nhiều thôi, nói thôi anh tiên mình đi, em ở nhà em đi khám. Rồi cái ổng đi cái mình thấy đi đâu 2-3 ngày mới về. Lúc đó trong lòng em cũng lo. Lo cái gì? Lo thì cứ nghĩ giống như là mình bầu bì rồi, ổng biết có quen ai không, cứ nghĩ là như vậy thôi. Rồi xong cái sau này cái cũng lân la cái hỏi thăm ba chồng, công việc đó là có cần phải đi như vậy không, để mình biết cái công việc nó như thế nào. Thì ông ba chồng nói đâu có gì đâu, hàng ba nhập về để nhà đó, thì tự đi bỏ ở đâu đó thì cứ về nhà lấy hàng đi thôi, chứ đâu có đi đâu mà xa. Cái mình cũng bắt đầu mình hồi hộp rồi,
Nó ủ dữ gì vậy ta? Không lẽ là có thiệt hả? Lúc đó là em bầu em cũng lớn rồi, cũng 6-7 tháng rồi, là bắt đầu em mới cứ thấp thỏm. Mà cái dòng thấp thỏm nó khó chịu lắm chị. Muốn làm cho nó ra lẽ. Là đợt đó là gần Tết á, cái em hỏi đại. Là tính ra ông đi mấy lần như vậy rồi? Liên tục, em nói chị cứ cách tuần, 2 tuần là đi. Có nghĩa là cũng nhiều lần rồi. Đi hoài. Mà mình hỏi tới là cứ là đi buôn bán, đi bỏ đồ. Trước khi hỏi ba chồng em á, là em thấy ổng nhiều bất thường lạ lắm. Đi đâu đã về là coi như là cả tuần lễ không ăn, không uống, không ngủ. Mà cứ làm việc suốt. Em nói gì? Về nha, em nói chuyện nha, cứ quét nhà, lau nhà, rửa chén, giặt giũ quần áo, xếp gấp quần áo một mình. Chỉ có em nói chị xếp mà thẳng bắn luôn. Nhà không có một hạt bụi luôn. Em mới ngạc nhiên, em nói ủa sao mà ông này kỳ ta. Em nói chị nửa đêm cũng lục đục làm. Cái mình nói thôi đi ngủ đi, làm gì làm hoài để ba mẹ ngủ. Cái em mới tìm hiểu, em hỏi bạn em nói ủa sao chậm tao bữa giờ nó cứ vậy vậy hoài vậy tụi bay biết nó bệnh gì không hay là sao. Cái mấy đứa bạn em nói bữa giờ ta thấy nghe đồn là có nhiều loại chất cấm mới lắm đó nha. Mày coi có dính không? Chứ thấy cái đó là không được rồi đó. Vậy cái lúc mà em kêu anh đi ngủ anh trả lời làm sao? Anh chưa buồn ngủ. Rồi xong cái em mới nói anh lục cục em ngủ không được. Rồi cái đầu mới nằm xuống coi điện thoại. Tự nhiên coi điện thoại hoài luôn, coi tới sáng, từ sáng tới tối, tối tới sáng. Mà đâu phải hả, 3-4 ngày sau cái em nói chị là bắt đầu kêu em đi ăn. Mà ăn giống như ma nhập vậy đó. Mình bầu đây, mình là ăn, cửa ăn của mình rất là nhiều. Em mới ăn đây xong, quay qua là mình đã no rồi, mình chưa ăn được nữa nha. Lá đầu đi kiếm cái khác ăn rồi đó. Rồi nước ngọt, xì tin, em nói chị uống liên tục. Thấy nói chung là mỗi cái biểu hiện cử động nó rất là lạ. Cái mình cứ tìm hiểu xong cái mình lên mạng mình cũng coi thử. Cái mình thấy như vậy rồi cái mình mới mạnh dạn mình hỏi. Nó ừ ba ơi, công việc nó như vậy là đi có thiệt không? Cái ba nói trời, đồ tao để nhà đó. Thì đi chào mẫu đi, người ta chịu thì về nhà chở ra cho người ta thôi. Chứ có gì đâu mà đi đâu mà dữ vậy. Cái ổng hỏi là nó đi hoài hả? Nó đúng rồi. Từ lúc bữa giờ là con thấy đi hoài à. Mà con không biết, cứ hỏi tới là nói là đi chào hàng. Bắt đầu hồi hộp rồi. Cứ rình mò. Cái đợt đó em nói là em rình mang cái bồn bầu đi. Là ở đây là em bắt xe ôm Đi theo. Là em thấy đứng mua đồ. Là em nhảy xuống em chụp. Cái là đầu hỏa xô em chạy. Bỏ xe bỏ đồ chạy. Cái mình cũng chạy theo. Về nhà thì có gì nói chuyện. Vậy mà giống như lúc đó là em nói chuyện giống như kiểu là cái thuốc nó còn á, và lớp là muốn thêm vô em nói gì không? Quảng bỏ chạy, xe chạy băng băng thì bỏ chạy. Cái mình thấy gì xe cộ dục đây thôi, em cũng chạy một khúc mà có bầu mà sao chạy lại. Cái em thấy vậy thôi em quay lại em dựng cái xe, em chạy xe về nhà. Là mình mẩy em chạy đủ hết trơn. Em để cho đi đã đi, đi rồi 3-4 ngày về. Cái rồi em mới kêu xuống ngồi nói chuyện, em nói là bây giờ anh dính cái đó đúng không? Cái không nói vậy, làm thinh không nói vậy, cứ bấm điện thoại. Cái em mới nói với ba chồng. Cái ba chồng nói nếu mà nó vậy thì cho nó đi cai đi con. Mới đầu là em cho đi cai ở nhà. Đưa cai đâu cũng được mấy tháng, cái em thấy cũng ngoan lại. Em thực hiện cai tại nhà theo kiểu nào? Nói chung là không cho đi ra được. Ăn gì, uống gì, có gì đó là thích muốn gì là em đem tới chỗ. Còn tuyệt đó là em khóa cửa phòng em không cho ra. Em năn nỉ em nói là giờ mà đi ra ngoài hả là em phải đi theo. Em cũng bị dụ mấy lần là cho em đi theo. Nó là đi chào hàng, chở em đi rồi xong cũng vô chào hàng người ta này kia nọ. Em cũng đi theo lên tới chỗ chào hàng luôn. Người ta lấy hàng không lấy hàng em biết hết. Ví dụ người ta lấy hàng thì chạy về nhà chở đồ lên cho ta. Em chấp nhận em ôm đồ em chở lên đi giao luôn. Giao xong rồi cái về giữa đường gần nhà cái nói anh muốn ăn cái này. Nó ở hỏi muốn ăn tấp vô mua. Về nhà cái mình mới xuống xe, cái mình nói anh vô anh cất xe đi. Rồi em lên em nấu đồ ăn. Thì em nghĩ là về tới nhà rồi thì đâu có còn gì mà đi. Em vừa bước xuống xe xách bịch đồ ăn quay vô quay ra chạy cái dèo mất tiêu. Không còn đường nào để nói nữa. Khóc cũng không được mà nói cũng không được. Lẳng lặng đi vô nhà. Rồi cái cũng đi đâu mấy bữa cái về. Em hỏi giờ ý là giờ muốn làm sao, cái làm thinh cũng không nói nữa. Công tình của tôi bữa giờ mấy tháng trời bữa giờ là coi như là công cốc nữa rồi đúng không? Xong đợt đó là cũng ở nhà được mấy tháng, nói chung là nó qua cơn nó đã rồi hay sao mình không biết nữa. Rồi cái là ở nhà cuối năm cái ba ổng mở sạp ra cho bán á, em cũng đu theo sát vậy đó, em đâu có cho đi. Cuối năm bán phụ ba, cái ba cho tiền cho mà không có đưa cho nó, đưa cho em. Cái em giữ em riêng tại vì cũng sắp sanh rồi, mình muốn giữ một cái khoản tiền đi chuẩn bị sanh nở đồ. Cái em nhớ bữa đó là đêm 30 Tết luôn, bắt em đưa tiền. Em nói giờ không có đưa. Qua Tết là sanh rồi, còn có bao nhiêu ngày nữa đâu sanh rồi để dành tiền cho con. Nó cự lộn nó xô em. Em tức quá trời em tức. Nó cự em, nó nói giờ đưa tiền cho nó. Đưa cho nó 1 triệu thôi cũng được nữa.
và Tết nhất mà không cho nó ngàn nào trong người. Em nói là phải chi, nếu mà người đàng hoàng á, tôi không có giữ tiền của ông làm cái gì đâu. Còn mà bây giờ kêu đưa tiền để đi thì sao? Cái nó là đưa tiền ở nhà chứ không có đi. Mà xe là em thấy dựng ngoài cửa rồi, em hỏi chị đưa nó phóng chạy liền, làm sao em chạy lại? Rồi lúc đó ba mẹ thì đi lại nhà nội rồi, đi lại nhà nội. Tức quá em xuống dưới làm sao, em xách hai con dao em dí. Nó quảng hồn chạy lên phòng, đóng cửa phòng nó nhốt em rồi lại. Ê xèo, cái ba mẹ em hàng xóm mới điện cho ba mẹ chạy về. Cái hỏi vụ gì cái em cũng không có nói. Nói chung là cũng còn không muốn gia đình lo. Lúc đó ba mẹ em đã biết chồng em nghiện chưa? Chưa. Mặc dù ở chung mà ông bà vẫn không biết. Tức là em giấu cho chồng em được đến như vậy luôn á hả? Đúng rồi. Lúc đó em vẫn tin chồng em lãng tử hồi đầu được. Đúng rồi, em nghĩ là vậy. Nhưng mà lúc đó em có biết được lý do vì sao chồng em nghiện chưa? Bạn bè với lại là anh em bà con bên nội của chồng em á, mình cũng ấm ức, mình cũng tức lắm, nhưng mà mình không có bằng chứng. Gần tới ngày em đi sanh, cái cứ sợ nó đi, cái cứ đi theo canh. Mà đi khám thì bác sĩ cứ kêu là tới cái ngày dự sanh của mình á là mình phải đi bệnh viện. Em mới nói với mẹ là không có đau bụng, chưa có đau bụng, chuyện nào đau bụng đi đi. Em trễ 3 tuần. Cái mẹ nó để mẹ chở cũng không chịu nữa, nó thôi mẹ nhà đi con đi bộ cho dễ sanh. Nhìn thấy tên em, bà nói ủa tôi nhớ cái bệnh này là đáng lẽ đi sanh rồi mà. Bà nói con đâu thấy đau bụng gì đâu bác. Vừa khám cái bà viết cho em cái tờ giấy nhập viện liền luôn. Bà nói là đi vô mổ gấp. Cái em cũng lận lự chưa muốn đi nữa. Tại sao? Nó đi rồi không có nhà, mà giờ đi liền thì không có báo gì với mẹ với ba. Rồi thấy vậy nó để con đi về nhà được không, con về nhà con nói với mẹ với chồng con rồi con đi sanh. Cái bác sĩ nói bây giờ đi vô bệnh viện trước rồi điện về người nhà sau. Cũng lén lén xạo xạo bả đi xuống đi bộ về nhà tiếp. Cái về nói với mẹ nó, mẹ ơi giờ bả la con, bả kêu là dậy đó phải đi liền. Cái mẹ nói thôi đi ra mẹ chở đi liền, cũng không chịu nữa. Nói mẹ đợi xíu đi để con điện cho thằng chồng con về cái đã. Điện đâu có chục cuộc không nghe máy. Cái mẹ nói thôi kệ nó đi, giờ nó về em về kệ nó đi, mày lo cái mạng mày trước đi. Cái bà bắt lên xe bà chở vô bệnh viện Từ Dũ. Tự như vô là thấy tờ giấy của em mà đẩy em vô luôn. Mẹ em mới điện đâu cho nó, không biết mình sao nó nghe máy. Rồi xong mẹ nói là đang trong bệnh viện dậy dậy đó, mà tới 2 giờ mấy 3 giờ sáng nó mới vô. Rồi mẹ mới đưa cho nó đâu mấy triệu bạc á, là nó cầm đi. Rồi bác sĩ có kêu đóng tiền gì cho vợ rồi á thì mày đóng, rồi có ký tên gì ở có mã đây ký. Đưa tiền cho nó xong mẹ em quay đầu đi. Chắc em nghĩ là tí nó đi liền luôn chứ cũng không có ngồi đó chờ em đâu. Rồi cái sáng hôm sau vô cái y tá mới cự mẹ em. Tại sao tôi đọc tên từ tối hôm qua tới bây giờ mà không ai nhận hết. Cái mẹ em mới ngạc nhiên, mẹ nói ủa chứ chồng nó đâu, tôi đưa chồng. Bà bác sĩ nói hả, tôi đọc không khàn cổ họng luôn. Người bệnh nhân người ta ra hồi làm được, còn hai mẹ con cứ nằm trong đây không à, không ai nhận hết. Tới như cũng 8-9 giờ sáng nó mới vô. Mẹ mới nói thôi vậy ở đây coi vợ đi, mẹ về mẹ cơm nước buổi trưa buổi chiều mẹ đem lên. Rồi xong đi tiếp, tự tắm con nè, rồi sữa con uống nè, rồi phải tự mò dậy, tự mày mò tự làm. Chiều đó nó vào, đâu như em nói chị là nó nằm nó ngủ suốt tới ngày em về luôn. Cái thời điểm mà đi sanh nở á là cần có người chồng kế bên. Đúng. Mà cảm giác lúc đó giống như là mình bị bỏ rơi á, bị bỏ rơi á. Bước vô phòng mổ là những con tỉnh táo biết mà. Là nghĩ trong lòng là thôi chắc ngừng. Rồi xong không hiểu sao nữa, khi mà sanh bé ra xong á, nhóc nó yếu lắm. Tại vì em trễ á, khô ói rồi phổi của nó. Nói chung là hiện tại bây giờ cái phổi của nó yếu, yếu dữ lắm. Rồi kể thấy vậy, thôi dì con, ghét dì con. Tại thời điểm đó với cái hiểu biết của em thì em có hiểu nghiện là như thế nào? Nhưng mà tính là do em không hiểu lắm về cái đó đó, nên em mới cố gắng tới cái thời điểm sau này nữa. Em dẫn vô trường cai Thanh Đa đó, trong trường nó còn nói cai được nữa. Thì nhà trường thì vẫn phải trả lời rằng là hỏi cai được không thì cắt cơn được. Tức là người ta có liệu pháp về mặt y tế để người ta cắt cơn được. Có liệu pháp về mặt lao động, về mặt sinh hoạt tập thể để tại trong một cái phạm vi nhất định, những cái điều kiện cơ bản thì sẽ không tiếp cận được với chất gây nghiện. Nhưng điều này không có nghĩa là sẽ không tái nghiện. Cho nên khi mà các bạn đưa vào một cái cơ sở cai nghiện thì nhà trường buộc sẽ phải trả lời là cai được. Em thì lại lúc đó không biết. Cho nên là mình có một cái niềm tin dựa trên một cái nền tảng kiến thức rất là lệch lạc như vậy. Và mình bám chấp vô cái đấy. Đúng rồi, em bám vô cái đó và em... Cho nên là tại cái thời điểm rất là mong manh về mặt sức khỏe, rất là nhạy cảm về mặt tinh thần của một cái phụ nữ sau sinh thì mình vẫn cắn răng mình chấp nhận. Nói chung là nằm trong tháng là chị biết rồi, là nằm suốt ở đó đâu có đi đâu được đâu. Ảo giác hay sao em cũng biết nữa. Nó nói với mẹ em là nó mới thấy em đi ngoài đường á. Cái mẹ em tức quá, mẹ em nói mẹ bớt có điên rồi đi. Lúc đó mẹ em biết chưa?
là lúc đó là mẹ cũng hỏi, mẹ cũng nghi rồi, mẹ hỏi em có khai thiệt, nó là có. Giờ tính làm sao? Nó nói thôi giờ cứ lo cho thằng nhóc chút đi, chuyện đó tính sau bỏ qua một bên đi. Khi mà nó đi đâu á, nó mà về nhà một cái là coi như là cả đêm nó không ngủ. Nó thức là em thức, không dám ngủ. Ngủ lỡ nó làm gì thằng nhóc mình cũng không biết được nữa. Thế khi bạn về bạn nói thấy em đi ngoài đường rồi mẹ em phản ứng sao? Rồi mẹ mới nói hả mày có bị khùng không? Con tao hả mới sinh nở đây đi còn không nổi mới đi ngoài đường. Nó một hai nó giặt đập đồ đập đạc, nó nói với ba mẹ em là em mới đi rồi. Cái ba mẹ em không nói gì nó nữa, ba mẹ em nó kệ mẹ không nói gì mày nói. Xong nó lên nó kiếm chuyện với em, nó cái mẹ em lên mẹ em đuổi nó, mẹ nói mày đi ra khỏi nhà tao đi, mày để yên cho con tao đi. Chửi nó cái nó im nó không nói gì hết. Cái đầu nó mới qua góc nó ngồi, hai mẹ con em dưới này, em ngủ trong phòng em khóa cửa lại. Xong cái bữa đó là qua, bữa hôm sau là nó đi tiếp, nó đi đâu cũng cả tuần lễ nó mới về. Mà cứ mỗi lần nó đi xong rồi nó về là nó bắt xe ôm về nhà em, về là bắt ba mẹ em trả tiền. Mà em nói chị là nó đi một ngày hả 80 giác như vậy, cứ đi xong về ba mẹ em trả tiền, trả riết. Ba mẹ em nói trời mày đi đâu cứ lần về cái tao trả tiền xe ôm trăm mấy tiền đó tao trả. Cái mà cái đợt đó về lần cuối cùng mẹ em trả tiền cho chú xe ôm, mẹ em nói là em muốn anh đừng có chở nó nữa, về đây tôi không có tiền đâu tôi trả. Nếu mà bản chất của nó không dướng vô cái đó thì thực chất nó là người rất là hiền, nhưng mà khi mà nó dướng vô rồi em nói chị nó giống như là một con thú khác vậy. Đó là sự nguy hiểm của em. Mới điện cho ba chồng nói là giờ nó tái rồi, nó vậy vậy đó, rồi giờ ba tính sao. Rồi xong cái ba nói là giờ con điện thoại nó đi, con hỏi nó đang ở đâu, kêu mang vô bắt nó đi cài. Xong xuôi cái điện em cũng điện thoại em nói là giờ anh đang ở đâu, cái nó cũng nói ừ đang ở khách sạn vậy 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 đó, nó nói giờ cho địa chỉ đi rồi số phòng bao nhiêu em lại. Cái em cũng nhắn ba chồng em là nó ở số phòng vậy vậy hết rồi. Ba em mới nói là con cứ giả bộ con nói con dẫn nó ra ngoài đường đi, rồi công an bắt nhập vô là bắt luôn, là cho đi liền luôn, không có ảnh hưởng tới ai hết. Cái đưa nó về phường, cái công an test đưa đi cai, lại với đưa vô Thanh Đa, là lần đó là lần thứ hai đưa vô Thanh Đa. Đi cai hôm đó là em nhớ là một tháng là 4,5 triệu, là thời điểm đó là con em cũng còn nhỏ. Lúc thời điểm đó là mẹ em đã không có buôn bán ở chợ nữa rồi, là về chăm thằng nhóc rồi chăm ông ngoại nữa. Rồi các em mới thấy vậy em nói thôi mẹ cứ ở nhà đi con đi làm. Bên nội á là hàng tháng là chỉ gửi đúng 4,5 triệu tiền cai của ba nó thôi, còn như là tất cả mọi chi phí nên là em tự lo hết. Cận Tết là cũng cai nhưng cho nó đâu cũng được 10 tháng 11 tháng gì rồi. Là cái đầu cho về. Trong thời gian mà chồng em đi cai thì em có lên thăm không? Có chứ chị. Là hàng tháng lên đóng tiền là coi như là cứ mỗi lần lên đóng tiền là em thăm. Dạ. Mấy tháng đầu tiên lúc mà lên thăm á thì cũng dùng dặn với em đó, đòi về. Anh bỏ rồi cũng 2-3 tháng em không lên thăm nữa. Xong cái đợt đó là không biết nhờ ai á điện thoại ra cho em. Em mới nghe em nói ủa sao điện thoại được. Em mới nói là cải tạo tốt này kia nọ, thì người ta cũng cho gọi về hỏi thăm người nhà, hỏi thăm con. Nó trở lại con người bình thường rồi, giống như là mình cảm giác là giống như là bỏ được rồi. Lúc đó em vẫn còn tin gì? Vẫn còn tin. Mình thấy nó thấy ổn rồi. Cái về mình cũng nói với ba chồng, chồng con ổn rồi mà, thấy lên thăm được này, thấy tỉnh táo, thấy nói chuyện đàng hoàng, không có cự cãi, không có dùng dằn đồ về nữa. Được đó về xong cũng về cũng ra buôn bán này kia nọ. Xong 28-29 Tết vậy đó là coi như thời điểm đó là bán đồ sắp xong rồi. Tự nhiên các em thấy đang bán, bữa đó là chuẩn bị dọn hàng mất tích tiếp, giờ điện không được mà không biết đi đâu luôn. Giá trời đừng có đi nữa nha, giá trời là ai đặt hàng hay gì đó là chạy đi lấy hàng thôi, giá trời đừng đi nữa. Em chờ cho tới đêm hết 30 Tết qua sáng mùng 1 cô không thấy về, rồi là em biết rồi đó, lại trở lại nữa rồi. Em chỉ nói nó đúng một câu vậy nè, cơ hội cho nhiều rồi, bây giờ lần này lần cuối cùng, nếu mà không chịu nữa thì thôi dứt, mình không ở nữa, chịu cai. Cái nói giờ cai lại đúng không, cai lại là bây giờ không đi đâu nữa hết. Là em nhốt ở trên phòng á, là ba em lúc đó là thời điểm là ba mẹ em biết rồi. Cái ba mới nói là thôi con cứ đi làm, ba ở nhà ba canh cửa, ba không cho nó đi ra. Là cái nhà em là chỉ có một cái cửa chính đi ra thôi chứ không có cửa phụ cái gì hết. Ông ngồi trước cửa nhà là 24/24 luôn, ăn uống tất cả các cái là mẹ em bưng lên tới đó cho ba em ăn, xong mẹ em dọn. Còn mỗi lần mà ổng đi toilet hay gì đó là ổng khóa cửa, ổng khóa, ổng bóp ổ là ổng đi toilet, xong xuôi rồi ổng mở cửa ra ổng ngồi đó tiếp. Em nói là gì canh đâu cũng được 6-7 tháng, thấy nói chung là con người cũng ổn trở lại rồi. Mà em nghĩ là ở trong nhà không thì đâu có cái tác động nào mà để cho thèm lại hay là nhớ lại cái đó đâu ta, mà sao tự nhiên bữa đó là em nói chị em đi làm nhà cự lộn với ba em. Cái ba em mới nói một câu vậy nè, mày mà bước chân ra khỏi nhà này à, lần này là lần cuối cùng nha, mày đi ra là cho mày đi luôn. Mà nó dưới nó đi vậy. Trong 7-8 tháng đó thì chồng em ở trong phòng, vẫn đi xuống dưới nhà dưới, vẫn ăn uống, vẫn ví dụ như dọn cơm lên ăn là vẫn ăn với ba, ăn uống với ba em bình thường gì hết. Rồi xong xuôi rồi lại đi lên,
Ngoài ra công việc của bạn là gì? Thời điểm đó là toàn bộ cắt hết, không cho đi làm gì luôn. Không, ở nhà thôi, công việc ở nhà bạn đó thì có phải làm gì không? Có, là cứ quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo cho con, rồi chỉ có là nằm chơi game, chơi iPad rồi thôi vậy đó. Nó không đủ. Thực ra cái lao động chân tay nó quan trọng lắm. Đó là lý do mà tại sao trong các cơ sở, cái hoạt động lao động nó chiếm rất là nhiều cái thời gian dành cho học viên lao động. Người ta thậm chí là phải làm rẫy, làm nương, làm trong những cái xưởng. Ngoài cái yếu tố dạy nghề cho cái người học viên mà họ trước đó họ không có nghề nghiệp, nó còn liên quan đến cái quá trình trị liệu, hồi phục của cái người bị nghiện nữa. Nhưng mà dĩ nhiên để có thể thoát ra khỏi nó rất là nhiều những cái điều kiện đi kèm. Và nó đòi cái sự nỗ lực khủng khiếp lớn của cái người mà đã từng bị nghiện. Còn em hỏi là nó đâu còn gì nữa đâu, thì thực ra em phải hiểu rằng là cái hệ thần kinh nó đã bị tác động quá lâu. Và đó là một cái hệ thần kinh phụ thuộc, không có lên cơn, không có nghĩa là hệ thần kinh của em khỏe mạnh. Và cái sự nguy hại của ma túy nó ở chỗ là chúng ta không thấy được bằng những cái vết thương hở. Và nó hủy hoại ở đây nó không chỉ đơn giản đó là hủy hoại một con người, mà cuối cùng nó hủy hoại một gia đình. Nó không dừng lại ở chồng em, nó dừng lại ở gia đình em. Và nó không dừng lại ở gia đình em. Chúng ta có một em bé không có cha. Mai mốt chúng ta có thể lại phải ngồi nghe một em bé đã trưởng thành kể lại: con nghe mẹ con kể hồi xưa ba con nghiện. Đó là những cái gì mà chúng ta phải thấy được trong cái hệ lụy của chất gây nghiện. Chứ không phải tự dưng mà cộng đồng chúng ta phải làm rất nhiều việc để nói với nhau rằng là ma túy nó nguy hiểm. Thế thì sau cái lần mà chồng em quyết định rời đi như vậy, cũng xác định nhiều lắm, nói là chắc là bỏ luôn. Nhưng mà sao đi đâu đó khoảng vài tuần cái lại quay về năn nỉ. Đó là do là lúc đó là đổ thừa là do em đi làm suốt không ở nhà này kia nọ, có buồn mình buồn cái em tin. Mới đợi em nói không, em nhất quyết là bỏ. Xong cái mới nói là thương con đi. Cái em thấy vậy em nói bây giờ ba không có chứa nữa, bây giờ mà xác định ra ngoài ở là khổ nữa, ai giữ con? Nó nói nó nói giữ. Cái em mới nói là giữ được không? Cái nói được, em lại điện bên nhà chồng. Ba chồng nó thôi nếu vậy thì thôi con thương nó, cứu nó một lần nữa còn sao. Nếu không được thì con muốn quyết định như thế nào ba không can. Ra thuê nhà, cũng thuê gần nhà em. Khi em quyết định ra ngoài thuê nhà, phản ứng của ba mẹ em sao? Ba với mẹ cũng buồn. Em cũng nói là mình thử cho người ta một cơ hội, như là cho mình một cơ hội. Mẹ mới nói là thằng nhóc mà có gì á thì đưa cho mẹ. Em về quận 7 em làm công ty, em làm ca. Sáng em đi làm chiều em về rồi em vẫn ở nhà, nói chung là không có đi thường nữa. Mới đầu thì chịu, em đi làm đâu được vài tháng cái em cũng thấy bắt đầu có biểu hiện kỳ kỳ. Cứ rửa chén, dọn nhà, cứ làm miết vậy đó. Cái em mới nói là bộ mày dính lại nữa hả? Nó nói đâu có đâu, tại vì thấy vợ đi làm cực rồi thôi, nhà anh phụ. Em thấy lạ lạ cái em nói giờ nếu mà mày xác định với tao là mày không có gì hết, tao đi đâu tao khóa cửa lại, mày chịu không? Chịu luôn. Cái mỗi lần tới giờ em đi làm, em bóp ổ lại, em đi xong về, em mở cửa ra thì nó vẫn ở trong nhà. Nhưng mà vẫn cái biểu hiện đó. Em cũng ngạc nhiên, nó kỳ vậy ta. Đi mình khóa cửa lại rồi mà tại sao vẫn cái biểu hiện đó. Mà em lục tung hết trong nhà lên thì không thấy gì hết. Bữa đó là em cũng nói là em đi làm, em bám thằng nhóc lại nhà mẹ em. Mà em không có đi làm, em quay về, nó đi mất tiêu. Lát về em thấy nó đi vô, nó khóa cửa lại được. Rồi em nói là thôi hết nói rồi. Cái giờ mà hỏi nãy giờ mày đâu? Nằm ở nhà buồn. Đi ra ngoài đi dạo chút xíu. Giờ mày nói mày không có đúng không? Mày vô bệnh viện xíu nha. Vô tao test xíu thôi, không có thì về bình thường. Từ lúc đó mà chuyện nó quậy, nó gây lộn lên, đầu nó đập đồ đập đạc, cái đầu là nó dọn đồ nó đi. Em trả nhà luôn, em về nhà mẹ em ở. Nó quay lại nhà ba mẹ em, nó năn nỉ khóc giữa trời mưa. Nó em nói là mày xin lỗi 1000 lần rồi, có lần nào mày bỏ không? Bao nhiêu năm nay và bao nhiêu tháng nay tao cai cho mày, từ công việc của tao cho tới tất cả mọi sự nghiệp tao bỏ hết để tao giúp mày cai như vậy, mà mày có bỏ không? Đầu nó đứng dậy, nó nói với em đúng một câu như vậy nè: mày không có hiểu cái cảm giác này đâu. Bây giờ mày có nhốt tao 1000 năm mày thả ra tao cũng vậy. Bây giờ mày có nhốt tao 1000 năm mày thả ra tao cũng vậy. Em nói thôi, không còn gì để nói nữa đâu. Đó là sự phụ thuộc đó. Phụ thuộc hoàn toàn rồi. Quý vị khán giả sẽ thấy lặp đi lặp lại một cái hình ảnh là bùng nổ xong rồi quay lại năn nỉ, rồi rất là quay đầu, rồi rất là hiền từ, rồi lại năn nỉ, rồi lại hối lỗi, rồi rất là ngoan hiền. Và ở bên ngoài những cái gia đình nào mà có một thành viên mà nghiện á, cũng sẽ xác nhận được cái điều này. Người ta chứng minh được rằng là chỉ số của cái lòng tự trọng của cái người mà bị nghiện á, nó rất là thấp. Cho nên cái hành động á, mà khi họ năn nỉ em, họ làm những cái hành động mà em nhìn em cảm thấy rất là đáng thương luôn, thì thực ra không phải là vì họ quay đầu. Về bản chất cái hành động đó không phải là hành động biết lỗi, nhưng mà vì chúng ta là cái người bị động lòng, chúng ta cảm thấy tội nghiệp chính vì cái điều này mà mình cứ hết lần này lần khác mình cho cơ hội. Cho nên khi mà mọi người nghe câu chuyện này thì có thể là mọi người sẽ bắt đầu đặt ra một cái câu hỏi là: vậy rồi làm sao? Bây giờ đời người ai cũng có sai lầm, không lẽ bây giờ nghe vậy cái nói là bây giờ mình sẽ lạnh lòng đến mức mà bây giờ một cái người nào đó
trong cuộc đời mình người ta sai lầm cái là mình ngay lập tức là mình quay lưng mình bỏ đi. Thì thôi tùy vào mỗi người, nhưng mà phải biết giới hạn. Giới hạn để bạn tự hỏi rằng là bạn còn chịu đựng được đến khi nào. Bởi vì bản chất của chất gây nghiện đó là sự phụ thuộc. Và cái việc phụ thuộc đó giống như cái câu kết luận mà chồng, giờ là chồng cũ chưa? Cũ. Trời ơi, may quá. Là chồng cũ của Duyên nói đó là bây giờ có muốn nhốt bạn ấy 1.000 năm đi chăng nữa, thả ra thì cũng như vậy. Và những cái con số mà nghe thì nó không hề vui một chút nào. Tỷ lệ người tái nghiện nó luôn luôn là những cái con số trên 70%. Thế thì vấn đề nằm ở chỗ là giới hạn phải do mọi người đặt ra. Thế thì sức chịu đựng của chúng ta đến đâu? Khả năng của chúng ta có thể đồng hành với họ tới đâu? Thì chúng ta sẽ phải tự trả lời điều đó để biết rằng là cái chặng đường mình đi cùng với cái người này nó đến mức độ nào. Thế thì cuối cùng là sau lần đó là em quyết định dứt khoát. Sau lần đó là em cắt đứt mọi liên lạc luôn mà. Tổng cộng em có bao nhiêu năm trong cái cuộc hôn nhân đó? Từ lúc mà quen cho tới bé nó được tầm khoảng gần 2 tuổi đó chị. 3 năm mày. Cái ngày mà thật sự mình biết rằng là mình đã dứt điểm được với cái người đàn ông này rồi, cảm xúc của em sao? Nó không còn cái kiểu cảm giác mà hồi hộp nữa gì. Tối về ôm con ngủ lâu lắm rồi mới được có một giấc ngủ say như vậy. Em có hối hận không? Nó cũng có, nhưng mà nếu mà được như cái thời gian lúc đầu á, nó rất đẹp thì cũng chính vì cái thời gian đó, với lại mình cũng nghe tư vấn một số đó, mình cứ cố gắng. Cái cuộc hôn nhân này khi nó khởi đầu rõ ràng là nó hợp lý, cũng không việc gì phải hối hận. Bởi vì đôi khi á, những cái cảm giác về cái việc hối hận á, nó khiến cho chúng ta ở trong cái quá khứ đó, xong rồi chúng ta cứ phải nhai cái quá khứ đó lại cho một cái đứa nhỏ mà vốn nó rất là vô tội. Nếu như mà nó thông suốt như vậy, và hãy cố gắng để nó cứ tiếp tục thông suốt như vậy. Con cần được trưởng thành để bản thân con có lợi sau này. Nếu như vậy thì bắt đầu có câu chuyện nè. Nếu ngày hôm nay cái việc mà em ngồi đây em chia sẻ với chị cùng với quý vị khán giả bằng một cái lý do thần kỳ nào đó, con bắt đầu nghe được, thì em nghĩ cái tiếp nhận của con sao? Bé nó cũng sẽ hiểu. Tại vì hiện tại giờ bé nó cũng lớn rồi. Đến hồi đó em lớn mà em chưa hiểu về những cái vấn đề tác hại đó nó như thế nào. Nhưng mà riêng bé chắc em nghĩ là giờ bé nó hiểu. Cái mối quan hệ của em với con bây giờ ổn không? Vẫn ổn bình thường. Nói chung là bé nó cũng ngoan. Nói chung là cũng do phần là mẹ thấy em vậy á, là mẹ cũng thương nhóc lắm. Là nói chung là từ nhỏ tới lớn là ngoại chăm không. Mày cứ để đó mẹ làm, mẹ lo cho. Con cứ đi làm đi. Cái điều mà em cảm thấy là cái bài học lớn nhất mà em rút ra, mà đến bây giờ mà buộc phải gạch đầu dòng ra, thì em thấy đó là những cái điều gì? Mình nên tìm hiểu kỹ, chứ đừng vội vàng quá. Như em thời điểm đó em mới 6 tháng em cưới rồi, thì thấy cũng có một khoảng thời gian hơi vội đó. Thì bây giờ ví dụ như mà trong môi trường giáo dục đó, thì em cũng hy vọng đó là có những cái gọi là giáo dục như hiện tại con em đi, là bây giờ nó mới lớp 6 rồi, nó cũng đã biết được những cái gì đúng sai, phân biệt được. Còn như em thời đó là đụng chuyện rồi em mới đi tìm hiểu, mà tìm hiểu là phải theo một cái hướng gọi là sai lệch. Vậy thì nhân cái chương trình này, nếu như mà có một cái thông điệp muốn gửi đến cho những cái người mà đồng hành với em trong suốt cái hành trình đó, chị tin rằng là nếu như lúc đó không có mẹ, chắc là em đuối. Đúng rồi. Và sau này lớn lên cùng với con, hai cái người này em muốn chia sẻ cái điều gì? Thứ nhất là em cũng cảm ơn mẹ. Nếu mà là thời điểm đó không có bà với mẹ ở bên cạnh, em không biết làm gì khác, thật sự là như vậy. Còn với con em thì không có đem đến cho nó được một cái gia đình trọn vẹn. Em cũng cố gắng, nói chung là dùng tình thương của người mẹ chăm sóc, và sẽ hướng cho con mình đi một cái hướng đi gọi là đúng đắn. Cũng muốn nhắn với con đó là như ba của nó là hiện tại là không phân biệt được đúng sai. Nói chung là cứ bạn bè đủ là cái gì cũng chơi nên mới ra nông nổi vậy. Thì hy vọng là con nó sẽ, và nó học tới nơi tới chốn, nó hiểu được. Cảm ơn Duyên. Chúng ta cũng không có quá nhiều thời lượng để có thể hỏi nhiều hơn. Tuy nhiên câu chuyện ngày hôm nay cũng là một cái câu chuyện mà mình tin rằng nó không cá biệt, nhưng nỗi đau của mỗi nhà chắc chắn là sẽ khác nhau. Chúng ta cũng đã gặp rất là nhiều những cái gia cảnh mà ở đó ma túy đã mang đến rất là nhiều những cái vết thương, không dừng lại ở một thành viên, mà nó có thể di chuyển từ người này sang người khác, thậm chí là đi qua nhiều thế hệ. Hy vọng rằng là với câu chuyện ngày hôm nay chúng ta hiểu rằng là việc mà mỗi người có một cái nội lực để tỉnh táo trước mọi cám dỗ là một cái câu chuyện mà mỗi người đều phải cố gắng. Và cái giao tiếp trong gia đình, mỗi một cái gia đình cũng cần phải có những cái kết nối rất là chặt chẽ với nhau, bởi vì hạnh phúc trong gia đình nó sẽ giúp cho mỗi thành viên sẽ đề kháng tốt hơn với những cái cám dỗ ở bên ngoài. Mày tắt đi coi bây.
Rồi hello Thành ha, mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình gồm họ tên, tuổi, rồi công việc quê quán cũng như là nơi ở hiện tại của mình ha. Em tên Ngô Trí Thành, sinh năm 1990. Hiện tại thì em đang ở Cần Thơ. Quê quán của em thì em là gốc Nghệ An. Rồi Thành đang làm công việc gì ở Cần Thơ? Dạ em đang làm thợ luyện kim ạ. Quê là Nghệ An nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ hay là em mới vào Cần Thơ? Dạ em lớn lên ở Cần Thơ. Em sinh ra ở miền Trung lận. Là dạ, từ nhỏ là gia đình vào Cần Thơ sinh sống đúng không? Dạ đúng rồi, em vào từ năm 2000. Từ năm 2000 đến nay là hơn 20 năm rồi. Đúng rồi ạ. Rồi, nãy em nói là đang làm gì? Thợ luyện kim hả? Thợ luyện kim ạ. Luyện kim là sắt vàng vàng bạc ấy hả? Dạ, tức là em nấu sắt thép về sắt thép phế phẩm á. Em nấu lại thành thép xây dựng á. Gọi là sắt dựng. Là đứng nấu à? Dạ đúng rồi. Nóng không? Làm công việc này lâu chưa? Em làm được 2 năm rồi. Nói chung thì có máy móc nó làm hết. Chủ yếu mình đứng ở xa thôi. Mình vận hành. Ok. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thành? Em cũng điểm yếu hả? Chứ hình như là em cảm thấy mình chưa có trải nghiệm nhiều về tình cảm á. Với nên em cảm thấy chuyện tình cảm của em mà sau có nhiều trải nghiệm nó khá lận đận. Mấy mối tình rồi mà lận đận? Em ba mối tình chị ơi. Mấy ba hả? Dạ. Rồi ba mối tình rồi sao lận đận sao, kể chị nghe xem nào. Thì mối tình đầu tiên thì lúc đó thì em quen bạn gái, thì lúc đó cô ấy 17 tuổi rồi. Ba mẹ thấy chưa đủ 18 không cho cưới vậy, còn đường ai nấy đi thì cũng tôi bỏ qua. Lúc em bao nhiêu tuổi? Lúc đấy là em hình như em mới 22 tuổi. Thế sau mối tình thứ hai thì nói chung là em bị tai nạn á. Thế rồi tụi em quen nhau cũng được 6 tháng. Em bị tai nạn mà lúc đó là em bị đứt dây thần kinh trụ tay á, rồi bác sĩ nói em tự hồi phục lại được. Mà lúc em ở bệnh viện thì bạn gái với mẹ của bạn gái tới bệnh viện thăm em, rồi không có nói chia tay. Cũng đau lắm. Bác sĩ nói là khả năng không hồi phục được hả? Không, nói chung là bác sĩ nói cái kiểu là nói là bị đứt trụi hết trơn rồi. Em nghe vậy thôi, nhưng mà thật ra cái kết quả thì nó không có như vậy. Em hồi phải lâu rồi, em đi làm mấy năm nay rồi. Là đứt gân hả? Không, đứt dây thần kinh trụ chị ơi. Đứt dây thần kinh trụ, rồi cái tay đấy em nó sao chị xem nào, cho chị xem được không? Thì... À, bị bẫy gì? Dạ, thì xẻm hơi lớn. Nhưng mà tức là trái gió trở trời thì nó mới đau thôi đúng không? Còn bình thường thì nó không có đau đúng không? Không, nó đâu có đau gì đâu, bình thường chứ có gì đâu. Ừ. Điều là có những cái mà nặng quá thì cái sức bền nó không bằng lúc trước nữa thôi, chứ nó dấu hiệu đau thì trái gió trở trời. Tức là mẹ mẹ bạn gái đến thăm mình nghe thế vậy là chia tay em trong bệnh viện luôn. Dạ đúng rồi. Em suy sụp mất bao lâu? Thì em cũng suy sụp mất khoảng 6 hay 7 tháng gì đó. Đến lúc mà em cảm thấy tay em khôi phục được khoảng 1 năm là em rời xa gia đình, em đi làm ở Sài Gòn. Sau rồi sau tới đợt Covid đợt 1 đó, các em bị Covid, các em về nhà các em kẹt luôn. Các em chuyển công tác về Cần Thơ luôn tới giờ. À 6 tháng sau là lên gia đình lên Sài Gòn làm để cho khuây khỏa đúng không? Đúng rồi. Rồi dính dịch luôn. Dạ. Rồi. Đấy là mối tình thứ hai. Dạ mối tình thứ ba thì nó cũng cũng nói thiệt là em kể ra thì nó cũng hơi ngang trái. Em không biết là em không theo kịp thời đại hay sao mà em không hiểu được cái trẻ thời nay. Tức là em cũng có làm đám cưới một bạn nữ sinh năm 2002. Tức là tụi em biết nhau qua làm mai nha.
nhưng nhà bạn nữ á, tức là ở trong xóm em luôn, cách nhau có chừng chục bước chân là qua tới nhà ngoại bạn gái em rồi. Tụi em quen nhau là mai á, rồi trước đám Là đám cưới. cưới rồi à? Dạ đúng rồi, đám cưới rồi, nhưng mà sau khi đám cưới xong á về ở với nhau được khoảng hơn tháng, cái em nhắc cái chuyện đi đăng ký kết hôn á, cái bạn gái nói với em vậy nè, khỏi đăng ký để mai mốt có gì bỏ cho dễ, rồi bắt đầu rồi có những cái mâu thuẫn một cách vô cớ nó xảy ra. Thế rồi có những lúc mà em nói thiệt cãi nhau mà mẹ ba mẹ em không ở gần á, lúc đó em đang ở chung với ba mẹ mà, rồi ở chung thì ba mẹ em cũng khuyên quan mãi bất lực, rồi mẹ em phải lén ghi âm lại những cái cuộc cãi vã vô cớ đó. Cái rồi nhiều lúc em nghe lại em cũng bây giờ em vẫn còn khá khá đau. Rồi sau thực ra thì nhà em thì có kinh doanh xưởng mộc, rồi em có để nhà trọ luôn, thì gái có nói sau nhiều mâu thuẫn vô lý thì bạn gái nói là muốn ra ở riêng, thì em cũng khuyên bạn gái là nói bây giờ mình muốn ra ở riêng đúng không, ra mình nói chuyện với ba mẹ đàng hoàng một tiếng. Cái bạn gái nói ba mẹ mày chứ đâu phải ba mẹ tao. Cái em cũng cắn răng chịu đựng, xong rồi em cũng ôm quần áo với bạn gái đi ra thuê phòng trọ ở 4 tháng ở Lúc ngoài đấy là luôn. làm đám cưới rồi đó hả? Đúng rồi, sau khi làm đám cưới rồi nó như vậy, nó mới ăn ngang trái chứ. Ngay xong sau khi ra nhà trọ ở ngoài thì ở xa gia đình á 4 tháng trời, thì nói chung là vẫn kiếm cớ một cách vô lý. Đỉnh điểm là những lúc mà cãi vã, bạn gái nó nói với em mà dù là đám cưới là vợ chồng đó, nói với em mà tao mày chưa đăng ký mày đâu phải chồng tao, cũng có chuyện ra ngoài nhà trọ rồi. Em nói em tức em bỏ về nhà thôi chứ không biết làm sao bây giờ nữa. Nào, tức là bạn gái nhỏ hơn em 12 tuổi mà toàn xưng mày tao thôi hả? Dạ rồi bạn gái cũng đôi lúc bạn gái cũng nói cái kiểu là tao mày chưa đăng ký đó, mày đâu phải chồng tao này nọ gì đó. Làm như sống thử thôi đúng không? Dạ tức là em cũng rồi rồi nói quậy cho mày bỏ tao này nọ. Lúc đó thì em hiểu đám cưới xong mà em đâu có giữ tiền bạc làm vàng dòng làm gì, gái giữ rồi cứ như Vậy là vậy cái cuộc hôn nhân đấy của em là chính thức là kéo dài được mấy tháng? mà. Tụi em từ lúc 6 tháng à, tức là ở chung với ba mẹ thì xảy ra mâu thuẫn, rồi ra nhà trọ thì cũng tiếp tục mâu thuẫn nữa, nhưng mà 6 tháng dạ mà chưa có con cái gì hết hả? đúng rồi chưa có chị ơi, người ta không chịu đăng ký kết hôn sao có con được, người ta tính toán từ Rồi, ok. Vậy là cái cuộc tình đấy là cách đây bao lâu rồi? cách đây là tháng 9 năm ngoái chị ơi. Mà mới được có mấy tháng thôi hả? Dạ Rồi bây giờ tham gia chương trình thì vợ cũ có quậy nữa không? không chị ơi, người ta có người mới rồi, Có người mới là người yêu hay là lấy chồng rồi? em cũng không biết, em cũng không biết sao nữa, em chỉ thấy là người ta có người mới rồi. Em có xuống hồi năm ngoái thì em có xuống gặp bố bố vợ em để nói chuyện, thì bố vợ em nè nói không biết gì hết, thì em cũng thua lúc, tức là em cũng gặp người lớn để nói chuyện đàng hoàng đó. Nói vậy thì tụi em chấm chấm dứt luôn rồi. Thấy người ta có người mới thì người ta hạnh phúc thì em cũng mừng người ta thôi chứ sao vậy. Ok. Rồi, em có năng khiếu tài lẻ gì không? Em thì điểm yếu thì tại em thì có thể ca hát được một chút nè, nhưng mà vô tính là Mời hát thử một đoạn nghe xem nào. trời trời, chị làm đột xuất quá không có tâm trạng mà hát luôn á, đang đang đột dốc. Thế là tụt dốc, phỏng vấn tham gia chương trình sắp đi kiếm bạn gái mà lại tụt dốc là sao? Không không nghĩ ra được, ở trong đầu không nghĩ ra được cái gì để hát luôn á. Bài tủ, nhạc tủ hay hát là thể loại nhạc gì? Nhạc trẻ chị ơi. Rồi, nhạc trẻ. Là một bài đại đi nào. Quá nãy giờ đầu óc em lộn xộn quá, từ từ em nhớ ra, em quên lời hết trơn.
thật lòng ngỡ bên nhau trăm năm, cớ sao mọi chuyện đi quá xa xăm. Tồn tại giữa cô đơn không em là điều rất khó. Phải chăng đã thương em yêu em quá lâu nên giờ chán ngán tên nhau. Em đã không cần ăn bên cạnh về sau. Ngày còn ấm yêu thương bên nhau chẳng bao giờ ngờ sẽ có hôm nay. Nhìn giây phút em quay lưng đi thật sự buồn lắm. Trời xanh bóng hôm nay. Quên mà chị ơi. Ừ rồi ok. Thế bây giờ muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào nè? Thì không quá bự con này, không quá ốm. Nói chung là nếu được một người phụ nữ gia đình thì tốt. Ừ. Em có nhậu nhẹt cờ bạc gì không? Nhậu thì có sương sương, lay gai. Lay gai là bao nhiêu lon thì nghỉ? Em năm lon em đi ngủ mất tiêu rồi, ai làm gì làm gì ơi. Rồi có hút thuốc không? Có chơi bài gì không? Trời ơi, hai cái đó không chị ơi. Không luôn hả? Giống như điểm mạnh á. Ừ. Rồi tiếp nào. Cái gì nữa chị? Mẫu người đó đang chia sẻ với mẫu người nè. Mẫu người hả? Ừ. Thì bây giờ sau nhiều trải nghiệm em kiếm một người phụ nữ mà không cần quá xuất sắc đâu, nhưng mà người ta cái suy nghĩ của người ta có cái gì thấu đáo một chút, giống như biết trên biết dưới nè, tôn trọng mà em hoặc còn ai tôi. Nói chung là em thì quan điểm của em thì ba mẹ nào cũng ba mẹ, thì em nếu như có thể đến với nhau thật thì em tôn trọng như nhau thôi. Đó, còn rồi về tuổi tác ngoại hình thì sao? Ngoại hình mình mấy tuổi thì được, lớn hơn tuổi em được không, rồi ly hôn rồi có con được không? Giống như theo theo mà tuổi tác hợp tuổi hay gì đó hả chị? Thì em muốn bạn gái lớn hơn em hay nhỏ hơn em hay như thế nào? Nói chung là bạn gái nhỏ hơn em đi để có cái cảm giác mà muốn bảo vệ chứ. Ừ. Muốn che chở mà ly hôn này có con này rồi được không? Không chị ơi, cái đó khó lắm chị ơi. Thì mình cũng một đời vợ rồi. Ly hôn thì cũng được nhưng mà có con thì không được đâu chị ơi. Ừ. Ly hôn mà chưa có con thì mới được. Dạ, chứ có con là mắc mối lắm chị. Rồi ok. Rồi, cảm ơn Thành ha, hôm nay Thành dành thời gian tham gia phỏng vấn chương trình. Thì hôm nay nó chỉ là buổi casting lần 1 thôi. Thì có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em khi mà mình có đối tượng phù hợp cũng như là được chọn để ghi hình nha. Dạ. Ừ, cảm ơn em nhiều. Chào em. Cảm ơn chị. Ừ. Đúng. Rồi em thoát đi. Rồi rồi. Alo, alo. Dạ, em nghe chị ơi. Rồi, chào em. Dạ. Rồi bây giờ mời em chia sẻ về bản thân chị ha. Đầu tiên họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình. Dạ em tên Lê Hòa, Lê Hòa. Sinh tiếp luôn. Sinh năm, sinh năm ngày 20 tháng 2 1995 ạ. Ừ, rồi công việc dạ. Của mình là gì? Dạ công nhân ạ. Công nhân ở đâu em đang làm ở đâu? Dạ em đang làm ở khu công nghiệp Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương ạ. Ừ. Bên sản xuất giày dép hay là cái gì? Dạ phụ kiện của ô tô ạ. Gì em, chị nghe chưa rõ. Chuyên về sản xuất phụ kiện ô tô á. À. Rồi làm lâu chưa? Dạ em làm được 1 năm ạ. 1 năm rồi hả? Dạ. Rồi bây giờ nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình giùm chị nha. Dạ. Thì điểm mạnh thì nói nhiều mối quan hệ hòa đồng hòa bé, điểm yếu thì ngại tiếp xúc với mọi người tí vậy ạ. Ừ. Rồi rồi được bao nhiêu mối tình rồi em, sao mà chia tay? Dạ có 2 mối tình kiểu như nó cũng gì sao. Quen được bao lâu gì mà khó nói vậy? Dạ nó khó nói gì. Nói chung là quen có mấy tháng mà không có đi sâu lắm.
Dạ. Không đi sâu lắm hả, là sao? Ý em là chưa có làm ăn gì được hả? Dạ đúng rồi chị. Sao vậy? Thì do em không làm ăn rồi người ta mới chia tay đó chứ gì. Dạ, tại gần đi lính đây có gần bạn học đồng khối nên trường đó không có xài thoại cho nên là không liên lạc bạn nó đi học đó. Nên là bạn ấy với người khác rồi khi ra quân đi làm ở trong Dương này được năm có quen bạn nhưng mà bạn đó không chịu cho nên là cũng thôi luôn. Rồi bây giờ công nhân ở đó bộ không có hay sao? Ở trên Bình Dương là nhiều lắm chứ. Vậy cũng có tán sơ sơ mà nhắn cái vé mà cũng thấy không ra sao vậy. Rồi bây giờ thích tìm mẫu người như thế nào? Nhỏ 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 đi nhon thôi hay cười vui vui được rồi. Gì nữa? Rồi Chị quê quán tuổi tác thì sao? dạ quê quán thì ở Phú Yên thôi, ở cùng quê. Quê miền Trung á hả? Dạ Rồi. tuổi thì nhỏ hơn 1 tuổi. Thích người nhỏ hơn 1 tuổi hay là sao? Hơn 1 tuổi trở xuống không lớn rồi. Rồi. Rồi ok, còn yêu cầu gì nữa không em? Dạ không chị ạ. Rồi. Rồi, em có ca hát gì được không? Dạ không chị. Ok rồi, được rồi. Nếu được chọn thì chương trình sẽ liên hệ lại cho mình nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, xin chào anh nha. Dạ chào chị. Rồi, ở đây là biên tập của chương trình thôi, chứ không có ai ở ngoài hết á. Cho nên là mình cứ chia sẻ câu chuyện của mình một cách chi tiết, cụ thể, rõ ràng giùm bên em nha. Để tụi em xem. Rồi, có gì nếu mà được chọn thì mình cũng sẽ lên để mình chia sẻ lại. Nên cần anh cởi mở một tí xíu ha. Rồi, bây Dạ. giờ xin mời anh đầu tiên anh giới thiệu giùm em về họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ạ. Dạ em tên là Dạ em Lê tên Trương là Tung. Em 39 tuổi, em hiện đang sống và làm việc tại Bình Định. anh làm công việc gì? Dạ em buôn bán Buôn bán đồ ăn đồ ăn sáng tại sáng tại nhà. nhà. Nhìn là mình nấu luôn hay sao ạ? Dạ mình nấu Mình luôn nấu mà. luôn hả? Món gì vậy anh? Dạ món Dạ bánh món bánh canh nha chị. canh Bánh gì? Bánh căn Bánh. hả? Dạ. Rồi món này ở trong này là hot dữ lắm nè. Dạ. Vậy là cái quán anh là anh mở lâu chưa? Dạ khoảng 2 năm rồi Khoảng 2 năm rồi chị. Dạ. Rồi là mình làm chủ luôn đúng không? Mình nấu rồi mình bán luôn. Dạ đúng Dạ rồi đúng ạ. rồi ạ. Rồi, mình anh đang ở Bình Định hả? Dạ em Dạ đang ở em Bình đang ở Định. Bình Định. Rồi anh sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm Sinh năm 1984 rồi. 1984 ạ. Rồi bây giờ anh đã từng kết hôn lần nào chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Lý do làm sao vậy? 84 là cũng lớn lớn rồi nè. Dạ Dạ trước dạ đây trước là đây cũng là có cũng một có thời một gian thời làm gian việc làm ở việc Đà ở Đà Nẵng và Nẵng Sài và Sài Gòn, Gòn. lo công lo ăn công việc ăn việc làm làm nên nên không không có có tìm tìm hiểu hiểu ai hết. ai hết Thì qua thời qua gian thời vậy gian vậy nó nó lớn tuổi lớn dần tuổi lớn dần tuổi lớn dần tuổi dần nên nên cũng cũng ngại đi ngại tán đi tỉnh tán tỉnh các bạn các gái. bạn gái. Rồi vì ngại tán bạn gái vậy trời, nghĩa là mình vẫn thích con gái đúng không, Dạ nhưng mà vẫn dạ thích vẫn bình thích thường bình ạ. thường ạ. Mà không có động lực tán hả? Dạ đúng Dạ đúng rồi. rồi. Trời ơi. Rồi bây giờ thì mình ở với ai? Rồi mình Dạ dự định ở là dạ ở dạ với ở mẹ, với mẹ nhà chỉ nhà còn chỉ có còn hai có mẹ hai con mẹ à. con Dạ. Rồi bây giờ anh thích tìm người như thế nào ạ? Anh mô tả chi tiết ha. Dạ một Dạ người một người phụ nữ phụ của gia nữ của đình gia đình hiền lành hiền lành tốt bụng, tốt bụng. Tuổi tác làm sao? tuổi từ Tuổi từ 25 tới 25 tới 35 tuổi 35 à. tuổi à. Rồi bây giờ 25 tới 35 thì hơi lớn nè, nếu mà lỡ người ta ly hôn rồi được không? Dạ được Dạ ạ. được ạ. Sao trả lời lẹ làng vậy nè, suy nghĩ kỹ không nè, là suy Dạ. nghĩ là người ta ly hôn mà người ta đang nuôi đứa con đi, được Rồi không? chưa ạ, Rồi nuôi chưa đứa ạ, luôn đứa con. nuôi đứa Nuôi con đứa này con nữa này nữa thì thì cũng cũng được được nhưng mà mà hơi kẹt. hơi kẹt. Kẹt cái gì, mẹ anh ha cho không? Dạ mẹ Dạ cho mẹ à. cho à. Mẹ mẹ cho là với người là ly hôn. Dạ. Dạ.
Rồi có con là mẹ anh không chịu hay là anh không chịu? Dạ là em không chịu ạ. À. À. Sao vậy? Nếu mà cô đó cũng là người của gia đình rất là ok luôn á thì có chịu không? Dạ chịu ạ. À. Cũng dễ ha. Gì cũng chịu vậy? Ờ. À. Rồi, rồi bây giờ cái quê quán, tại vì mình cũng có cái điều kiện đang ở Bình Định nè, rồi cô đó ở đâu giờ phải theo mình đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Chứ đó mình cũng có khó chỗ này nữa. Rồi, nhưng mà cái thu nhập của mình về cái quán thì có ổn không ạ? Dạ, thu nhập khoảng 300 tới 500 một ngày. Cũng đủ sống rồi chị. À. Rồi, mẹ mình lớn tuổi chưa anh? Dạ, 66 tuổi rồi. Dạ. Có hối gì không hay yêu cầu của mẹ anh sao? Dạ, mẹ thì không có yêu cầu gì hết, chỉ cần con dâu là hiền lành hiếu thảo là được ạ. Ừ. Rồi ok. Anh mình có ca hát gì được không anh ơi? Dạ em thì cũng biết ca hát nhưng mà em lên chương trình em ngại, em không nhắm ca chị. Thôi vậy về mình tập đi mình ca chứ có gì đâu. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Về tập ha. Ờ, dạ. Nhưng mà thường anh có ít nói không vậy? Dạ không, em nói chuyện bình thường mà. Rồi bán buôn rồi mình có nói nhiều không? Dạ cũng mời khách đồ bình thường đâu chứ. Mời anh mời sao đâu, thường anh mời sao vậy? Dạ chào chị, mời chị ăn bánh canh của em à. Bánh canh cũng ngon lắm chị ăn thử một tô đi ạ. Ờ, bánh căn, ví dụ giờ tôi là khách du lịch hay gì đó, mình tới mình thấy cái quán mình hỏi thử rồi, ủa mà bánh căn anh làm là nó là gì trong đó hay sao anh? Nó làm sao để nói cho ngon tôi ăn coi. Dạ bánh căn em làm từ bột nguyên chất. À, nước em nấu từ nước cá ngừ tươi. Dạ anh chị có thể thử ăn 10.000, 15.000 là ăn thử. Nếu ngon thì ăn tiếp nữa, còn không thì em xin nhà anh chị lại lần khác ạ. Nếu ngon á thì ăn tiếp, còn không ngon thì trả tiền rồi đi về giùm tôi đúng không? Chứ tưởng đâu mà không ngon thì em không lấy tiền. Ok. Rồi anh có chuẩn bị gì cho cái việc mình kết hôn chưa? Bây giờ khoảng bao lâu nữa mình lấy vợ được? Dạ khoảng 6 tháng tới 1 năm là được. Mẹ em đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Mẹ anh chuẩn bị gì anh? Dạ, nhà cửa đồ sửa sang lại. À. Rồi vàng vòng gì có tặng đồ chưa? Chuẩn bị đồ chưa? Dạ có rồi. Là mẹ anh chuẩn bị hay anh? Dạ mẹ. Này mình hỏi đây ekip chương trình không mà, là mình đã chuẩn bị được khoảng nhiêu rồi anh? Cái việc chuẩn bị đó là của mẹ hứa rồi, chứ còn em thì cũng không biết rõ về số lượng thôi chị. Trời ơi. Nhưng bản thân mình thì có chuẩn bị không? Rồi nói vậy rủi mẹ không có chuẩn bị rồi sao? Dạ có chứ ạ, mẹ nói là có chứ ạ. Trời ơi, cứ trông mong vô mẹ nha, có nghe lời mẹ lắm không đây? Dạ chắc là nghe lời em là người con hiếu thảo. Trời ơi, vậy là nghe lời tuyệt đối luôn hả? Dạ không phải tuyệt đối, nhưng mà cái nào đúng rồi nghe, còn cái sai thì nói lại thôi ạ. Vậy bây giờ anh dắt cô gái về mà đôi mẹ không biết nhìn thấy cái gì không thích mà mẹ nói không, nhỏ này không được, mẹ không chịu rồi sao? Thì em mới thuyết phục chứ. Trời ơi, căng vậy. Là mình dạ có con một luôn hay sao anh? Dạ em có hai đứa em gái kết hôn ở Đà Nẵng hết rồi chị. Ừ, dạ rồi. Rồi ok anh, nếu được chọn thì chương trình mà mình sẽ vào Sài Gòn mình quay hình được đúng không? Dạ, khoảng 3-4 tháng mới được chị. Em có công việc mới ở Đà Nẵng khoảng 4 tháng thôi chị. Ủa là mình định làm gì ngoài đó hả? Dạ, nhà bà gì xây nhà, nói em ra coi dùng vật liệu xây dựng đồ hả chị? Ừ, rồi cái quán mình dẹp hả? Dạ, quán thì mẹ bán ít lại. Ừ. Dạ. Rồi. Rồi coi như phải 3-4 tháng nữa xong cái nhà đó anh mới đi được. Dạ đúng rồi ạ. Rồi ok. Rồi để note lại đây rồi ghi lại đây ha. Nếu mà lúc đó là còn nhu cầu thì bên mình thì anh có gì anh nhắn lại cho chương trình cái nha. Dạ nhắn theo cái group đây sao chị? Nói chung là bây giờ bên mình cũng sẽ ghi nhận lại cái này. Có gì bên mình sẽ gọi 3-4 tháng nữa. Dạ 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 cảm ơn chị nhiều. Rồi cảm ơn anh. Rồi chào anh ạ. Dạ phần cảm ơn xong rồi đó. Em thấy hình ảnh bao nhiêu nhỉ?
Rồi mọi người thấy hình ảnh của mình rồi ha Nam ha, Nam giới thiệu đôi nét về bản thân mình gồm họ, tên, tuổi rồi công việc quê quán đi, như nơi ở hiện tại của mình đi nha. Vâng, chào chị nhé. Em là Mai Văn Nam, em sinh năm sinh ngày 7 tháng 8 năm 1990. Em quê ở Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Hiện em đang là kỹ sư hóa cho một nhà máy xi măng Long Sơn ở địa phương luôn. Kỹ sư hóa. Nhà máy xi măng hả? Nhà máy xi măng chị ạ. Xi măng Bỉm Sơn hả? Xi măng Long Sơn, Bỉm Sơn ạ. Xi măng Long Sơn. Là đang ở quê luôn hả? Vâng, em đang ở Bỉm Sơn lên luôn ạ. Rồi. Ok. Rồi Nam giới thiệu đôi nét về bản thân em đi, họ tên, quên sorry, điểm mạnh điểm yếu của em rồi tình trường em đã trải qua như thế nào? Dạ vâng, điểm mạnh của em là em chịu khó chăm chỉ trong công việc và thể dục thể thao đều đặn. Điểm yếu của em là em ham chơi hay đi về muộn và chơi nhiều khi mình không kiểm soát được bản thân ấy. Và em đã đổ vỡ hôn nhân một lần rồi cũng do mình ham chơi ấy. Ham chơi rồi hay đi chơi về muộn là sao, đi thâu đêm luôn hả? Dạ cũng đi thâu đêm và em cũng chơi cá cược trên cá cược lô đề nên là thành ra cũng có một thời mình trượt trượt dài trên con đường sa ngã. Bây giờ thì em đã làm lại được, thì thời điểm đó em cũng mất, cũng ly hôn mất gia đình nên bây giờ em rất là mong nhờ chương trình tạo cơ hội cho em được lên và tìm một biến độ mới trong cuộc sống ạ. Ừ, năm đấy là năm em bao nhiêu tuổi? Dạ năm đấy là năm em 31 năm 2019. Em 2019 vậy là năm nay em là năm nay là em 32 33 đúng không? Dạ vâng đúng rồi chị, năm nay lúc em đi hôn thì em có con chưa? Em có một bé bé trai ở với mẹ nó, thì em cũng đi con hôn trai được mấy 5 năm. Tuổi 4 tuổi chị ạ. Đi hôn được bao nhiêu lâu rồi? Em hôn được 4 năm rồi ạ. Và từ lúc em chơi lâu để em vỡ nợ là em ly hôn hả? Dạ vâng, đến thời điểm này thì em cũng đã ổn định lại cuộc sống rồi. Nhà cửa em cũng đàng hoàng, gần công việc ổn định nên em cũng muốn tìm cho mình hạnh phúc mới đấy chị. Dạ vâng. Rồi, ok. Giờ còn ham chơi nữa không? Dạ không ạ, em làm lại rồi, em đứng dậy làm lại rồi. Lô đề thì có gái gú gì không? Em không chịu, em lại chỉ tham cờ bạc thôi chứ đợt thời điểm đấy thì em không gái gú, cũng không rượu chè, em không uống được rượu. Thành ra hay chơi thôi đêm. Tức là hay ham chơi qua đêm là đi chơi với bạn bè, đi cá cược, cá độ bóng đá này kia đấy hả? Đúng rồi chị ạ, đi xem bóng đá rồi cá cược đấy. Dạ dạ vâng. Mất nhiều không? Năm đấy mất nhiều không? Nhớ không? Có phải năm nay em cũng mất hơn 1 tỷ đấy. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gom lại hơn 1 tỷ đấy. Cũng ổn định, công việc em cũng ổn định, lương cũng tốt nên là em chơi không kiểm soát. Em mất 3 năm để trả nợ chị ạ. Rồi lương em mà là bao nhiêu một tháng? Lương em 15 triệu ạ. Nhà gom được 3 năm là giờ trả nợ hết rồi. Dạ vâng ạ, vâng. Rồi giờ trả nợ hết rồi, có nhà có cửa rồi. Có nhà có cửa rồi chị ạ. Tại em tai tiếng chơi nên là bây giờ em ở địa phương em khó tìm bạn gái quá chị ạ. Ở quê tai tiếng quá hả? Thế sao em không vào trong Sài Gòn hoặc em ra Hà Nội em kiếm một công việc khác? Thực ra với chị là nhà cửa em ở đây ổn định này. Bây giờ em lại đi nơi khác, em phải thuê nhà, em lại phải tìm một mối quan hệ mới, cuộc sống mới, công việc mới. Mà trong khi đó là công việc ở công ty của em nó rất là ổn định. Và mức thu nhập cũng thuộc dạng là tốt. Phù hợp với cái ngành học của em. Ngày hồi đại học là em học ở mỏ địa chất, em học một chuyên ngành hóa, mà bây giờ em về Long Sơn công ty xi măng em cũng làm đúng chuyên ngành về hóa phân tích kỹ sư hóa đấy chị. Nếu như học đại học mỏ địa chất hả? Dạ vâng, em học mỏ địa chất ở Hà Nội. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Dạ cũng ở em cũng mong tìm được bạn gái hiểu và thông cảm cho cái hoàn cảnh của mình, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng ở địa phương mình quanh quanh ở Thanh Hóa thôi. Em cũng vì rồi bây giờ cái tiếng xấu của em nó đồn xa cách bán kính bao nhiêu km rồi? Dạ gì cũng ở quanh quanh Bỉm Sơn Thanh Hóa đấy thôi chị ạ. Nếu chung thực ra thì mình đến với ai thì người ta cũng sẽ tìm hiểu mình thôi, quan trọng là mình đã thay đổi được rồi thì mình không phải lo. Nếu bây giờ mình và người ta đến với mình, người ta cũng sẽ hỏi
tìm hiểu mình thì mình cũng phải nói ra hết để sự thật chứ chị, mình không giấu gì cả, còn người ta có thông cảm cho mình được hay không đấy là quyền người ta thôi chị ạ. Em cũng vâng ạ. Rồi, tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi thì em cũng mong bạn gái, thật sự là em là người rất là chú ý hình thức, có thể là tuổi em hơn, cũng hơn em 1-2 tuổi cũng được, hoặc kém em, kém thì càng tốt, nhưng mà hơn em 1-2 tuổi cũng được, quan trọng là mình đổ vỡ một lần rồi mình rất là mong tìm được hạnh phúc mới, mà mình tìm người, một người bình thường thôi, cũng bình thường, có công ăn việc làm, có cuộc sống là bình thường là được thôi chị ạ, cũng không phải cao sang quá. Ok. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại, tức là tuổi tác là em mong muốn nó nhỏ tuổi hơn em đúng không? Vâng, nhỏ nhỏ em càng tốt. Dạ vâng, Lớn hơn 1-2 tuổi thì được không? được ạ, muốn là 1-2 tuổi cũng được ạ. Hình thức thì khuôn mặt dễ nhìn chút chị nhá, em cũng dạ vâng, Em em cũng dáng đẹp em trai cao, hả? dạ em cao 1m75, cũng ham thể thao nên là cái dáng cũng vâng, hình thức cũng dễ nhìn. Hiện tại em đang sống với ai? Em đang sống một một mình, em sống với mẹ thôi ạ, hai mẹ con ở với nhau vậy. Là anh chị em mà lập gia đình hết rồi hả? Dạ vâng, trên em hai chị gái cũng đã có gia đình rồi, còn bố em thì mất được 5 năm nay rồi, trên em hai chị gái và cuộc sống ổn cả của mỗi mình em. Mẹ mẹ cũng đang rất là mong tìm được một nửa còn lại, mai mốt mẹ về già mẹ yên tâm. Nhà em với lại vợ em là còn qua lại không, tức là để thăm con thì có thứ không? Cái đó thì em không, em vẫn qua lại để chu cấp cho con, tức là 1 tháng em vẫn lên với con 1 đến 2 lần, em xem con, em thứ nhất em đóng tiền học cho con ở trên trường và xem con có ốm đau gì hay là như nào thì mẹ em cũng mua thực phẩm bổ sung cho con đấy, cũng quan tâm đến con một chút chị ạ. Và đây là Ok. trách nhiệm của em. Và Rồi, ok, cảm ơn Nam nha. Nếu mà chương trình ghi hình ở trong Sài Gòn là em có thể vào Sài Gòn để em tham gia được đúng không? dạ vâng, em có sẽ thu xếp sẽ đem vào được mà chị. Rồi, cảm ơn Nam. Hôm nay nó chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi ha. Thì có gì thì chương trình sẽ liên hệ thêm với em nữa nha. Em cảm ơn chị nhé. Dạ vâng, rất mong chương trình tạo điều kiện cho em được lên nhé.